Hôm nay ở tiểu bang Cali đó, gió mưa giăng đầy luôn, giông bão khắp nơi. Nhưng mà người thì đi học, đi làm và đi chợ thì cũng phải đi thôi. Và lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến bà con cô bác cùng các bạn ở khắp mọi nơi luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay trời mưa gió rất là nhiều, nhưng mà đi chợ thì cũng phải đi. Và mời tất cả đồng bào bà con mình cùng đồng hành đi xem cho vui nha. Gió mưa ở đây cây cối nó ngã lung tung, và ngoài đường thì xe cộ thì cũng vẫn đi, người đi học, đi làm, đi chợ, nói chung là mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Và bây giờ mời tất cả các bạn mình cùng đồng hành đi xem nhé.
mời các bạn xem qua cái khu bán rau này các bạn. Bây giờ ở Cali đang mùa đông đó, do đó mà rau nó hơi đắt tiền. Cái này là rau ngọt ôm đó, một hộp như nó có mấy sợi à, 1 đồng 99, coi như 2 đồng. Còn cái này là đậu bắp, một hộp cũng có mấy trái thôi, 3 đồng 94. Nó còn đặc biệt là cái này nè, cái lá lốt đó, đắt tiền lắm luôn, 7 đồng 89 một hộp như thế. Tôi lúc mua về gói thịt bò đó, nướng một hộp như gói cũng có đủ. Còn mấy trái cà pháo cũng hơi đắt. Nói chung là cái mùa này thì rau quả cái nào nó cũng đắt hết nè, bởi vì trời lạnh đó, trời lạnh khó mà trồng được. Người ta muốn trồng được nó là phải trong nhà kính trồng được. Còn bắp chuối, bắp chuối này thì không biết nhập từ đâu nè, nó đen hết rồi cũng đắt tiền lắm. Rồi bây giờ Tết thì mấy cái này bán được lắm, chung là đắt không đắt gì cũng mua hết. Rồi ở ngoài đường thì gió mưa, nhưng mà mọi sinh hoạt thì cũng vẫn bình thường. Mấy ngày hôm nay trời gió, dông bão, trong cái phone lúc nào cũng có tin nhắn báo cáo là trời gió, mưa, bão. Bạn xem trời cao đi, gió mưa như thế. Hy vọng mấy ngày nữa thì hết, có thể mấy ngày tới thì có thể là không có mưa. Video cũng khá dài, mình xin phép dừng ở nơi đây nha. Xin kính chúc bà con mình luôn những ngày tháng thật sự an lành và hạnh phúc nha. Xin kính chào tạm biệt.